tiểu khu 136, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1. Từng vạt đước chỉ còn trơ lại gốc, dấu chặt mới và cũ xen lẫn. Có cả những cây bị chặt hạ nhưng chưa kịp lấy đi. Những vật rừng bị chặt hạ chạy sâu vào đất liền cả gần 100 mét, trải dài dọc bờ biển phía đông của tỉnh Cà Mau. Thế nhưng, khi những thông tin này được chuyển đến đơn vị quản lý rừng, lãnh đạo đơn vị lại cảm thấy bất ngờ. Và chuyển từ bất ngờ sang nghi ngờ, có thể đây không phải là lâm phần do đơn vị của ông quản lý. Chặt chỉ. Mà thấy chặt nhiều gì. Để em coi lại cái đây. Đội trưởng tuần tra rừng cũng được mời đến để xem những hình ảnh mà phóng viên cung cấp. Tuy nhiên, ông khẳng định là mới họp với anh em, mới nghe báo cáo và công tác bảo vệ rừng vẫn rất chặt chẽ. Vừa họp có tiếng vừa chữa, báo cáo tình hình thì cũng không ổn. Tình hình ổn mà. Trong khu đó, khu vùng 1 ở đây thì mình cũng có lỗi, lên lỗi lên đó kiểm tra thường xuyên mà bữa nào tôi mới điện nước. Trước đây có cano thì nó sợ, còn bây giờ cơ chế không cho cano rồi đâu có làm gì được đó. Nói chung là cũng có bị chặt đó, nhưng mà cái lượng em thấy cái này nó nhiều quá. Nói chung chặt rồi nó lấy ba cái củi rìu thì nghe nọ nó lợi dụng cái đó lấy củi rìu, củi ngã đó chị. Rồi nó chặt ở trong một hai cây cũng có. Nói chung có chứ không phải là nó không. Chặt, cái này là nó chặt trắng một khu luôn. Tại vì đưa lên em thấy lạ. Trước những thắc mắc, nghi ngờ về vạt rừng bị tàn phá, Ban Quản lý rừng đã cùng phóng viên thị sát thực địa. Từ ngoài biển nhìn vào, cánh rừng phòng hộ sung yếu phía đông của tỉnh Cà Mau đã bị tàn phá nham nhở. Nói chung thì tôi kết hợp với tiểu khu cũng tăng cường kiểm tra thường xuyên, nhưng mà có thể là do là cái đây là cái đai rừng phòng hộ mà nó là nằm cặp với biển, thành ra nước lên rồi kia khi là ban đêm hôm khi nó chặt thì mình không hay. Tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày một nhanh và phức tạp. Một phần rừng phòng hộ sung yếu trên biển đông của Cà Mau đã bị sóng biển cuốn trôi. Trong khi đó, những cánh rừng còn lại thì đang bị lâm tặc chặt phá tan hoang. Đời sống của hàng ngàn hộ dân phía sau đai rừng này đang bị đe dọa.